trước người ta ngồi đây, người ta đến lấy bắt cơm đường xá lắm thôi. Này, đây đến đây thăm khỏi thăm là hoàng không muốn thì rất thích động chân động tay. Này đã uống mình đừng có động chân động tay làm gì, một ngày mình lặn hơn cái biết chưa. Mẹ này dọn nước mà đã xử đi, mẹ này là có bầu lúc đấy mà đấy. Ok mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop đức toại.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vào quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ạc luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua X1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy, thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào shop mình nhé. Không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy, ok. Xin chào mọi người nha, mình Dương Su đây. Đấy thì mọi người ạ. Mọi người chắc là cũng biết cái chuyện của Ngọc với cả anh Toại rồi đúng không? Thì đấy, mình chỉ nói qua mọi người một lần nữa là cái hôm kia anh Toại anh có kiểu như là Ngọc bị ốm ấy, thì là có đã bảo là lai Ngọc đi khám rồi nhưng mà lại chả biết là bận rộn cái gì thì lại đi lai con kia ăn mặc quần áo chỉnh tề xong tóc tai vuốt vuốt đấy, mình tưởng là đi đâu, hóa ra là cậu chàng đi lai bạn con kia đi khám thai mọi người ạ. Đấy thì mình vừa ngủ dậy xong thì mình nhận được một cuộc gọi đấy, thì mình cũng không biết là đấy là số của con bé bố anh Toại đâu. Đấy thì là về sau mình nhấc máy thì nó bảo là mày có phải Diêm không, mày bảo đúng rồi, tao là em gái Đức Toại đây. À thì lúc đấy mình bắt đầu mình mới biết. Thế xong mình bảo là thế mày muốn bảo gì, thì nó bảo là bây giờ tao muốn xuống để thăm cái Ngọc với cả con nó. Đấy nói chung là mình nó một hồi dài thì mình không đồng ý mình cho nó xuống. Đấy còn không biết là nó có xuống không mình không biết. Thì đến lúc mình tắt máy rồi mình lại nhận được tin nhắn của nó là mày không cho tao xuống thì tao nhất định vẫn sẽ xuống. Đấy thì thấy tiếng lúc nó gọi điện ấy thì mình đã nghe thấy tiếng xe máy rồi, chắc là con bé đang đi từ đấy xuống. Đấy còn không biết là nói chung là hôm nay ấy mình sẽ ok cho nó vào nhà, thì cho nó vào nhà để thăm Ngọc với cả Bom, nhưng mà mình sẽ không để yên cho nó đâu. Đấy, còn chắc chắn là bây giờ nó đang có bầu bì cho nên mình cũng không muốn động tay động chân để ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng nó. Đấy, còn nếu mà mình nói thật mọi người, nếu mà nó ấy mà không có bầu ấy thì chắc chắn là hôm nay mà nó xuống lên chắc chắn là nó lại chui vào hang cọp tiếp mọi người ạ. Mình phải vả cho vai vả. Đấy, còn nhân tiện đây, nếu mà hôm nay nó xuống ấy thì mình sẽ tiện hỏi luôn cái vụ có phải là nó bảo chị gái nó gọi điện dọa con mình không. Còn nếu mà đúng ấy thì chắc chắn là mình sẽ không để yên. Đấy, còn bây giờ mình phải đi xuống kia để mình xem là nó đến chưa. Bởi vì lúc gọi là cách đây chỉ có 1-2 phút thôi. Đấy mà lúc ấy mình đã nghe thấy tiếng xe rồi. Vừa nãy nó gọi mình thấy tiếng xe rồi mà mình đi đến dặn ta bảo là không muốn cho xuống rồi. Nhưng mà cũng cố tình xuống thì ok để mình cho nó xuống đây để xem là nó thăm Ngọc kiểu gì nhá mọi người nhá. Đây. Con này đúng là mày không xuống mỡ lên. Tao bảo mày là mày không phải xuống, mày xuống làm gì? Thế tao đi xuống thăm người ốm làm sao đâu? Thế mày thăm người ốm mày đi kiểu này à? Hoa quả mày không có, mày đeo mốt cái bị của mày. Xuống đây. Mày sao lại mang chồng tiền thì ta? Thế tao bảo rồi, quan trọng là tâm lòng, không phải là quan trọng là quả cát thì mang theo chồng vừa đúng không? Mày nói cái gì cũng chuẩn như mốt rồi là riêng cái mặt mày ấy. Không cần phải tấm lòng, tấm lưng gì hết vì là tầm lòng của mày tầm cứt thôi, mày hiểu không? Này, đấy, lòng dạ tốt nên được người như này biết chưa? Ôi giời ơi, thôi tốt lắm, tốt thì đi vào mà thăm người ốm đi. Mẹ mày thế ngồi như mày cho mày đấy. May cho mày ấy, là mày có bầu, mày hiểu không? Nhưng mà mày không có bầu ấy thì đừng hòng người ta cho mày vào đây, mày hiểu chưa? Nhà tao không thể chứa chấp với những cái loại gọi là xác chết, hiểu không? Có nói câu đấy, tao thì nói mày làm gì ra? Thế không phải là Ngọc mà Diêm đi vào phải thăm người ốm thì thích mày thế được không? Thế tao thích mày thế đây. Nó ốm sao rồi Ngọc? Ngày ăn 3 ông tết, tối chỉ 2 bãi, sáng 1 bãi. Thế là
Nói thật là tôi không đâu có đúng cho, nhưng mà tôi đã bảo là không xuống rồi, nhưng mà cố tình nó xuống. Đấy, không biết là lọc dạ xuống đây là có ý cái mục đích gì. Đấy, nhưng mà tôi nó có con thì chẳng biết là mình này hành hạ bắt tụi nó về. Tôi cho nó vào, đi đưa tôi lên nhà sau. Đấy, nói câu đấy, chứ con tay chảy tay ấy là chỉ là muốn để phải tăng tình hình thôi. Nhìn chúng ta bắt còn vẫn tình dấu ấy, sao mình đứng về ở tao cái. Hôm người ta vừa mới đến chơi, các người gửi về thế. Chơi bố, người ta phải nhẹ nhàng, đừng có cất lên mà không được đâu. Không phải cũng nhẹ nhàng hết, khi mà cần nhẹ nhàng thì nó. Còn đối với cái loại một hai cái loại mà nó rác rưởi rồi, ta không phải cái phải nhẹ nhàng nữa. Đang nhập làm gì, không biết nó phải nhập quạt đấy. Nói thật một câu như thế, bên thân thành ta cũng gì về tính trước đi, đừng nói nhiều. Đó, vài vài đến đây nói phải mở mồm đấy, hiểu chưa? Mày bảo thế nào là kịp quật? Chưa kịp quật cổ nó thì mày đang lên mẹ nhăn răng đầu tiên rồi. Ừ, chưa biết là có nhăn răng hay không, nhưng mà đã thấy người nhăn vào người bình thường nhập quật đầu tiên đã ngồi đây này. Thế là sao? Từ lúc tôi bé ăn giờ là 25 năm chưa bao giờ dậy bị sốt. Nhưng mà từ cái lúc gặp mày đấy là do nhập quật chứ sao? Đúng rồi, gặp mày, chính vì gặp mày cái nghiệp nó đen quá, nó vận, những cái vận đen, những cái bẩn thỉu của cái loại rác rưởi như mày đang bị ám từ người ta thì đó, tao mới bị ốm. Thế mà người ta chẳng nhầm sao mà mình thực sự mình bị ốm nặng. Sao mình ta bị ốm nặng? Mình bị ốm tốt thì bị nhỏ, nhưng mà nghiệp tốt của mày đấy. Mình nghiệp tốt thì mình bị ốm, mà mình này không tốt thì mày sống nước. Đấy, đến tài. Đến đây để hỏi thăm sức khỏe của Ngọc. Thấy Ngọc bị ốm nên là đến đây hỏi thăm sức khỏe của Ngọc. Xem Ngọc ốm đau như thế nào rồi, nên là đến thăm. Cảm ơn mình khỏe lắm, mà tặng lại tặng mình đến về mình cả. Chưa gì đâu, người khách thế, người ta ngồi lên đi thăm hỏi thăm chứ. Ngồi không đau, đau thế thôi. Nếu không thấy ai thì cười quá à, đến nhà người ta chơi người ta đã đuổi cháu. Cứ ngồi đó nhìn mình, chứ nhục. Một cái mặt nó dày. Ba bị nhỏ lên muốn cái đinh nó to bằng như thế này, to bằng cái mã tổ ấy, đâm được không thủng. Cái này cái mặt nó dày quá rồi. Thăm mình nói chuyện cho nó đàng hoàng. Từ đấy đến giờ bọn tao vẫn đang rất là đàng hoàng nhá. Đàng hoàng tao chưa chửi cái mày đâu, cái cả nói này nói kia người ta thôi. Thế bảo sao lại đang thăm nhiều. Mày nên nhớ này, cái nhiều sao? Từ đấy đến giờ ấy, bọn tao chưa đâu nghe gì cả. Và cái mồm của mày ông bảo ông bảo nói xa xả xả mà nói người ta mới hiểu sao. Lần này cái giọng của mày thì tỏ là sắp đánh nhau ấy. Em tin tao cho đi hết mồm mày không? Ô, giọng điệu rất là bình thường, vẫn rất là bình thường, chứ chưa ai động chạm gì, chưa ai nói gì cả. Mà lại bảo là giờ mày quá hậu đi con, là mình đi về ở tao cái. À tao quên, qua cảm ơn các quý ảnh nhá, tao mình phát hiện ra thì tao mình cũng biết thế á. Thế phải cảm ơn nhiều vào, cảm ơn nhiều nữa vào, chứ còn như thế nó chưa được đâu. Cảm ơn tiên sinh như thế là không được. Cảm ơn mặt vui tươi lên xin mặt cũng vui thế, không phải là chân thành đâu, bày tỏ hành lý tí. Mình biết nhỉ, sao bảo em theo vài cái nữa. Chắc cái người mà đã ăn rồi.
đây là cả hai đứa là rất là kiềm chế, không đánh nó làm gì nữa, bởi vì nói thật là đánh nó nhiều nó phải tay ra đấy. Còn về cái khoản của vừa nãy tôi hỏi nó, nhưng mà nó nói câu đấy tôi khẳng định với bà là chắc chắn là nó thuê người, à nó bảo chị gái nó gọi điện để dọa con tôi rồi. Còn một khi là đã dọa con tôi kiểu đấy chắc chắn tôi sẽ không để tôi bỏ qua đấy. Còn về cái gửi gửi ảnh ấy, lần bây giờ xác định là đúng là đó rồi, cuối cùng bà giải quyết như thế nào? Nó phải không phải nó, không phải nó. Lúc hỏi con chưa làm không? Thời tình nó về ấy, bà gọi bà nói chuyện rõ ràng anh Toại. Còn bây giờ anh Toại là chỉ bênh nó thôi. Bởi vì bây giờ trong bụng nó còn đang có con. Cho nên là anh vẫn đang nghĩ là một là con của anh Toại, hai là con của người khác. Anh Toại rất là muốn là chăm bắm nó. Đấy. Còn giờ tôi thật cũng không còn gì để nói anh Toại nữa.